Thương vứt cái tiền này vứt vào trong cái túi làn. Ngoài đấy rồi. Đi lang thang trốn cái đéo rồi cái đất rồi mà lại đi rồi. Dụ em tưởng nó làm Hà Lan cơ mà. Đâu làm ở ấy. Chỗ dốc chỗ, đạ, chỗ, ấy. Chỗ gì đây? Nó làm cầu trọi. Đấy cầu trọi ấy. Cầu trọi ấy. Nó vừa rồi nó làm Hà Lan đi. Hà Lan về trong Tết rồi đây. Về trong Tết nó làm. Nó lại bỏ rồi. Chưa còn đường ví dụ con Giang chết chứ bây giờ phải đi bắt đêm ngồi uống bia phải không phải ai bắt được ma bắt đêm ý đi cúng đêm mà bắt ý. Không có nó cứ ở đấy thôi trông cái xác ở mạng thôi nhé thế giờ cứ gặp và công nào nó yêu nó thích nó thế đây là như thế đấy bọn cháu phải bắt ở bệnh viện đa khoa đấy ông đi lập đàn ở cổng bệnh viện ấy nó không cho vào nhà nước nó không cho vào không thế là phải lập ở đàn ở cổng lôi gọi cúng lôi bắt mang về trói Thầy Giang Bắc Linh xin kính chào tất cả những ai mình sao Thầy Giang Bắc Linh cũng đang chấn quỷ. Hả? Đi không? Ừ, con này bếp có ba để ở kia. Cái này có ai người ta ăn cho mà. Đấy, ai người ta ăn cho mà. Cho thằng Tú nó cho thợ nhà phía sau ấy. Bỏ ra đấy, bỏ cúng cho thợ nhà phía sau đó. Ừ, Lộc, nhầy. Ừ, hoặc là một đục đẽo này. Một đục đẽo này. Đục đẽo này này, qua đây. Đi thôi, qua đi thôi. Qua hết. Củ đen gì? Ăn được không? Ừ, kẹo cô đi. Nó ăn được thì cho vào cái túi củ riêng ra. Ừ. Cô cứ cho riêng loại nào trong này đấy đi. Cho đội hình đục đẽo cái nó cam trước cho nó ăn. Ăn hết mà làm sao? Vâng, đừng bỏ, bỏ ra ngoài phải tổ. Đâu định bảo bà bỏ ra cái bãi tham ma. Con cái này không bỏ, cái này cú khao có quan. À, các quân. Thầy Giang Băng Linh xin kính chào tất cả những ai đang theo dõi. Hôm nay thầy Giang Băng Linh cũng với đàn cấm tà cấm quỷ trong gia chung đất của ma của ta. Thầy Giang Băng Linh cũng cấm quỷ. Ô Hương, thầy điểm châm đi Hương để mời ra cái. Hương đã hết rồi. Bạn này mua Hương chán quá. Hết Hương. Ông mua Hương lại phải vay hàng xóm xong chốc mua ra. Mời ra hết sạch Hương thì mời gì? Có con Hương trong nhà này cái đây. Nhà tao Hương trong tủ cái đây. Có cái túi con nào nữa không? Có không? Tôi nhỏ này hai cái nữa. Cái gì cam, cái gì tôm. Đấy, trong tủ ấy. Bà lên nhìn cái đàn lễ có trang nghiêm không? Đấy bà cứ bảo sang nhà thông cảm làm gì có nhà. Hả? Ăn cơm đây cái này lên rủi vào quan ấm ma. Ừ, 2 giờ vào quan ấm ma. Xong người ta đưa đi Thái Nguyên. Dạ. Cúng trên Thái Nguyên đấy. Nhưng mà tài thì sao thì vào quan không có đi tài. Chắc là người ta có một cái lý do là chiều mình lên mình hỏi con mới cả mình tham gia sâu làm gì. Bảo chưa? Thầy tham gia sâu thì người ta không thích kệ. Hai tôi chỉ biết bấm giờ vào quan. Ừ. Còn cái việc anh đi đâu thì không biết. Ừ. Người ta làm lẽ nhiều quá. Cho qua hết rồi đó. Cái này cho vào. Cái nhà mình có lợn gà không? Không. Nó ăn được thì nó ăn, nó cho kệ nó mình. Nhà có ai có lợn gà cũng nhả lắm. Nhả. Tam miếng nhả. Có cái sao đấy là khách trong này. Không phải đi được.